Vợ của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Thế Thiện tài giỏi cỡ nào? Quý vị và các bạn thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945 vừa thành công, nước ta lại phải đối phó với mối đe dọa thù trong giặc ngoài, hòng đè bẹp chính quyền còn non trẻ. Trước tình hình đó, Đảng rất cần những thanh niên có lòng trung thành tuyệt đối, mưu trí, gan dạ, làm công tác điệp báo, chuyên đi thu thập, điều tra tin tức và tình hình của địch để có kế hoạch đối phó lại những âm mưu đen tối của chúng. Qua câu chuyện kể của gia đình bà Hào Kim Oanh, một thiếu nữ Hà Thành, người sau này là vợ của Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Thế Thiện, đã từng làm công tác điệp báo như thế. Vậy sự cống hiến của bà như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử. Thiếu nữ Hà Thành nhận công tác điệp báo. Nữ anh hùng Hào Kim Oanh sinh năm 1928, mất năm 2008, tức Trần Lệ Trinh với bí danh Lan, Mai, Hương, sinh tại Hà Nội trong một gia đình công chức yêu nước. Cuối năm 1944, khi còn là cô nữ sinh 16 tuổi, bà đã sớm được giác ngộ cách mạng và tham gia đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu do đồng chí Vũ Quang phụ trách. Lúc đó, bà lấy bí danh là Lan. Đến khi cách mạng tháng 8 thành công, bà được chuyển sang công tác ở Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Thành Hoàng Diệu. Lúc đó, do yêu cầu công tác, bà thường lui tới trụ sở xứ ủy Bắc Kỳ ở số 51 phố Hàng Bồ, đồng thời là tòa soạn báo lao động. Tại đây, bà đã gặp gỡ các đồng chí trong xứ ủy như đồng chí Trần Danh Tuyên, đồng chí Nguyễn Văn Trân. Và một buổi sáng, đồng chí Trần Danh Tuyên gọi bà lên và muốn bà đảm nhiệm công tác đặc biệt. Nói về sự kiện này, bà nhớ lại. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng, anh Trần Danh Tuyên gọi tôi lên và nói: Lan ạ, cách mạng vừa thành công, nước ta vừa giành được độc lập, nền kinh tế nước ta đang kiệt quệ, giặc đói giặc dốt đang hoành hành khắp nơi thì đã phải đối phó với mối đe dọa của họa thủ trong giặc ngoài, hòng đè bẹp chính quyền cách mạng còn non trẻ. Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, đã đề ra nhiệm vụ quan trọng cho toàn dân là phải đập tan được mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ của nhân dân. Vì vậy, Đảng rất cần những thanh niên có lòng trung thành tuyệt đối, mưu trí, gan dạ, có ý thức kỷ luật cao, không quản ngại hy sinh gian khổ và đã kinh qua thử thách để đảm nhiệm công tác đặc biệt. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, công tác gì mà đặc biệt vậy ạ? Anh Tuyên nhìn thẳng vào tôi và chậm rãi nói, đó là công tác điệp báo, chuyên đi thu thập, điều tra tin tức và tình hình của địch, để chúng ta có kế hoạch đối phó lại với những âm mưu đen tối của chúng. Xét thấy cô có đủ điều kiện làm công tác này, nên tôi có ý định giới thiệu cô vào ban trinh sát đặc biệt thuộc Kỳ bộ Việt Minh Bắc Kỳ do anh Nguyễn Văn Trân phụ trách. Cô thấy thế nào? Nghe anh Tuyên hỏi, tôi còn đang phân vân chưa biết trả lời ra sao thì anh Tuyên đã nói tiếp. Bây giờ cô chưa cần phải trả lời ngay, cô về suy nghĩ kỹ đi, rồi sáng mai cho tôi biết câu trả lời. Tôi chào anh và ra về. Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất lâu. Càng suy nghĩ thì nhiệt huyết tuổi trẻ và ý thức cách mạng lại càng bùng lên mạnh mẽ trong tôi, thôi thúc tôi. Tôi quyết định sẽ nhận nhiệm vụ đặc biệt này. Ban trinh sát đặc biệt. Ở miền Bắc lúc đó có 20 vạn quân Tưởng tràn vào. Theo chân bọn này là các con bài tay sai người Việt như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, thuộc hai tổ chức phản động là Việt Quốc và Việt Cách. Chúng là những tên Việt gian bán nước cầu vinh, nhưng lại nấp dưới danh nghĩa những nhà yêu nước theo chủ nghĩa quốc gia. Bọn chúng lập ra những tổ chức phản động, hàng ngày tiến hành các vụ gây rối, tống tiền, ám sát, bắt cóc cán bộ của ta với mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Người cùng làm nhiệm vụ này với bà là đồng chí Hoàng Diệu Tiếp. Trong số các tên phản động chóc bu của Đảng Việt Cách có tên Nha. Hắn là ủy viên Trung ương Đảng Việt Cách, còn là bí thư cho Nguyễn Hải Thần. Tên Nha nắm mọi hoạt động và các cơ sở của Việt Cách. Đặc biệt, hắn còn là tên chỉ huy các vụ bắt cóc, ám sát các cán bộ cách mạng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, bà đã làm quen được với nhiều thành viên là đảng viên Việt Cách và trong số này có những tên có sẵn mối quan hệ với tên Nha. Qua đó, từng bước một, bà và đồng chí Tiếp đã tiếp cận và làm quen với tên Nha. Lúc này, nữ điệp báo Tiếp lấy bí danh là Tuyết, nữ điệp báo Oanh thì lấy bí danh là Mai. Họ đã tạo cho mình một vỏ bọc khá vững chắc. Là hai chị em họ từ tỉnh lẻ lên Hà Nội trọ học, nhưng do tình hình bất ổn nên phải nghỉ học mà chưa về quê được nên rất lo lắng và hoang mang. Sau nhiều lần tiếp cận tên Nha, ban trinh sát biết được hắn quê ở Huế,
đang học dở Đại học Y khoa thì sang Trung Quốc và gia nhập Đảng Việt Cách của Nguyễn Hải Thần ở Liễu Châu. Tên nhà có vóc người to cao, vạm vỡ, giỏi võ, thông thạo tiếng Hoa và tiếng Pháp. Bản tính của tên nhà thì rất đa nghi, nhàm hiểm. Bảo Anh nhớ lại. Qua nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi thường mời hắn đến chơi nhà tôi ở số 16 phố Đường Thành, mà tôi nói dối là nhà bà cô của tôi. Qua những lần nói chuyện với tên nhà, chúng tôi đã tìm hiểu được khá nhiều âm mưu và thủ đoạn đen tối của kẻ thù. Sau nhiều lần theo dõi và thử thách, tên nhà đã bắt đầu tin tưởng chúng tôi. Hơn nữa, hắn còn có cảm tình đặc biệt với tôi. Hắn thường kể cho tôi nghe về quê hương hắn và còn hứa khi nào bọn hắn lật đổ được chính quyền cách mạng, hắn sẽ đưa tôi về Huế thăm nhà hắn. Tên nhà thấy chúng tôi còn trẻ, là đối tượng dễ lôi kéo, lợi dụng nên hắn thường xuyên tuyên truyền vận động chúng tôi vào Đảng Việt Cách. Thậm chí hắn tin tưởng chúng tôi đến mức mời chúng tôi đến thăm trụ sở trung ương của Đảng Việt Cách ở số 80 phố Quán Thánh. Lối sinh hoạt bên trong trụ sở của bọn chúng rất bừa bãi và lộn xộn. Trong đó, bọn chúng tiến hành in truyền đơn, tài liệu nhằm chống phá cách mạng. Có điều kiện ra vào trụ sở của bọn chúng, tiếp cận với những tên quan trọng nguy hiểm, nên chúng tôi đã điều tra, thu thập được nhiều thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, đặc điểm, quy luật sinh hoạt của những tên phản động đầu sỏ để báo cáo với tổ chức, kịp thời phục vụ cho cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Có lần tên nhà còn mời tôi và chị Tiếp đến nhà riêng của hắn ở phố Lò Đúc. Tại đây chúng tôi đã lấy được một số tài liệu quan trọng rất có giá trị. Tuy rất tin tưởng, nhưng với bản chất của một tên đầu sỏ phản động, tên nhà vẫn luôn cảnh giác cao độ. Mỗi khi đến nhà Bảo Anh, hắn thường đi một mình bằng xe đạp để tránh bị chú ý. Trước khi ra về, hắn thường ra cửa sổ để quan sát kỹ tình hình dưới phố. Sở Liêm Phòng Bắc Bộ đã tổ chức bắt cóc hắn mấy lần nhưng đều thất bại. Bảo Anh nhớ lại. Tôi còn nhớ có lần tên nhà nói với tôi, bọn Việt Minh định bắt cóc tôi nhiều lần nhưng không được, muốn bắt được tôi còn khó lắm. Tôi vừa khuyên hắn nên cẩn thận. Bị bắt hụt nhiều lần như con thú động rừng, hắn càng trở nên tinh khôn và nham hiểm hơn. Có 5 trinh sát làm nhiệm vụ theo dõi hắn thì 3 người đã bị hắn bắt cóc. Trước tình hình đó, Sở Liêm Phòng Bắc Bộ quyết định một kế hoạch táo bạo. Theo chỉ thị của anh Nguyễn Văn Trân, tôi và chị Tiếp sẽ phối hợp với tổ trinh sát đặc biệt do anh Hồng phụ trách để bắt cóc tên nhà. Phương án hành động của chúng tôi đã được cấp trên thông qua. Bắt cóc bí thư của Nguyễn Hải Thần. Chân dung lịch sử xin trích dẫn nguyên văn lời chia sẻ của nữ điệp báo Hào Kim Oanh về sự việc này như sau. Cuối năm 1945, tôi lại mời tên nha đến nhà chơi. Như thường lệ, hắn đi xe đạp tới một mình. Sau khi dựng xe dưới chân cầu thang, hắn theo tôi và chị Tiếp lên gác. Chúng tôi chủ động mời hắn ngồi quay lưng lại gian buồng có 3 trinh sát đã ẩn nấp. Tôi và chị Tiếp ngồi hai bên hắn. Trong khi nói chuyện, chị Tiếp kiếm cớ xuống dưới nhà, chọc thủng lớp xe đạp của hắn và chốt cửa chặt chẽ, rồi quay lên nói chuyện tiếp. Tôi mới kiếm chuyện hỏi tên nha. Khi nào anh Nha đưa em về Huế chơi? Chắc Huế đẹp lắm. Em đã nghe nói nhiều về Huế, nhưng mà chưa được đi. Đường vào Huế chắc là xa lắm phải không anh? Tên nhà nghe vậy liền hứng chí, lấy giấy bút ra vẽ đường đi Huế cho chúng tôi xem. Hắn còn huyên thuyên miêu tả nhiều cảnh đẹp ở Huế như sông Hương, núi Ngự, Cố Đô. Thấy hắn sơ hở, mất cảnh giác, chúng tôi ra ám hiệu cho các đồng chí trinh sát hành động. Ngay lập tức, tổ trinh sát lao ra. Cùng lúc chúng tôi xô ghế đứng dậy. Đồng chí Hồng tay cầm khăn tẩm thuốc mê áp vào mặt hắn, trong khi hai đồng chí trinh sát kia giữ chặt hai tay hắn để bẻ quạt ra sau lưng. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không ngờ do thuốc mê kém hiệu quả, tên nhà lại có sức khỏe tốt, nên hắn không mê man ngay mà còn vùng vẫy mạnh và ú ớ kêu lên vài tiếng. Cứu tôi với, Việt Minh bắt cóc tôi. Hắn nhìn tôi và chị Tiếp nghiến răng nói, thì ra chúng mày là hai con Việt Minh. Thấy vậy, đồng chí Hồng liền lấy rùi cui đập liên tiếp vào đầu hắn cho đến khi hắn ngất đi. Chúng tôi vừa cho hắn vào bao tải thì bất ngờ có một toán lính tưởng kéo đến bao vây nhà tôi với súng ống 55 trong tay. Thì ra một tên quốc dân đảng người Hoa trẻ tuổi ở ngay bên cạnh nhà tôi đã báo tin. Ngày thường thì hắn ít khi có nhà, nhưng không may hắn lại ở nhà hôm đó chứ, và nghe thấy tên nha kêu cứu nên đi báo cho lính tưởng đến để giải cứu. Đây là thiếu sót của chúng tôi, đã không dự phòng đến tình huống này. Thật quá bất ngờ, không có đường thoát, xe ô tô lại để ở đầu đường. Tôi nhanh trí gom tất cả súng của mọi người lại rồi vứt lên nóc tủ cao, nơi này bọn lính tưởng ít để ý tới. Sau đó tôi kéo chị Tiếp đứng bên cửa sổ, giả vờ như đang run sợ vì bị Việt Minh uy hiếp. Vừa xong thì bọn lính tưởng đã phá cửa ập lên. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa rồi đưa tên nhà đi bệnh viện.
chúng khám xét mọi người rồi bắt ba đồng chí trinh sát đưa đi. Chúng cũng khám xét tôi và chị Tiếp, nhưng không bắt vì thấy chúng tôi là con gái, còn quá trẻ, lại ăn mặc đàng hoàng. Hơn nữa, vẻ mặt chúng tôi lúc ấy cũng hơi tái, do lạnh nữa và do cả gặp tình huống bất ngờ, nên chúng cứ nghĩ là chúng tôi đang run sợ khi thấy Việt Minh bắt cóc tên Nha. Sau khi bọn chúng bỏ đi, tôi vội nhìn xuống đường xem chúng đưa ba đồng chí trinh sát đi về hướng nào để còn kịp thời báo cáo với tổ chức cho người đến giải cứu. Vì nếu không biết đích xác nơi chúng giam người của ta, bọn chúng sẽ chối và không chịu thả. Tôi thấy bọn lính Tưởng đưa ba đồng chí trinh sát về nhà tên Tây Đá ở xế trước mặt nhà tôi, một cơ sở của bọn chúng. Sau đó tôi vội vàng cho tất cả súng vào một cái làn nhỏ, bên trên ngụy trang vài bộ quần áo, rồi cùng với chị Tiếp thoát ngay ra khỏi nhà, vì biết rằng khi tên Nhà tỉnh lại thì sẽ cho người đến bắt chúng tôi ngay. Mối tình trên đất Thái Nguyên. Sau sự việc trên, ban trinh sát đặc biệt về trụ sở xứ ủy báo cáo ngay với đồng chí Trần Danh Tuyên nơi chúng giam ba trinh sát của ta. Đồng chí Tuyên liền gọi điện thoại báo ngay cho ba liên hiệp để cử người đến chỗ chúng để đòi người. Sau đó, ban trinh sát đã gặp đồng chí Nguyễn Văn Trân để báo cáo kết quả công việc. Vẻ mặt đồng chí Trần rất căng thẳng khi nghe ban trinh sát báo cáo. Hồi tưởng về sự việc này, bà chia sẻ: trong lúc chúng tôi đang lo lắng vì không làm tròn được nhiệm vụ, thì thật ngạc nhiên là anh Trần đã không tỏ vẻ bực tức mà còn nhẹ nhàng an ủi chúng tôi. Các cô đừng nên lo lắng quá như vậy, các cô không có lỗi trong chuyện này. Nguyên nhân thất bại là do thuốc mê kém hiệu quả. Các cô làm việc khá lắm, đã cố gắng hết sức mình rồi. Tuy chưa bắt được tên Nhà, nhưng những tài liệu mà Lan và Tiếp thu thập được từ hắn rất quan trọng và có giá trị. Thấy chúng tôi vẫn chưa hết áy náy, anh Trần cười động viên: đúng là hai cô tiểu thư Hà Nội đi làm điệp báo có khác, mới thất bại có lần đầu mà đã quá lo lắng như vậy. Thôi, hai cô uống chén trà cho ấm người, rồi ở lại đây một thời gian chờ nhận công tác mới. Các cô tuyệt đối không được về nhà, bây giờ mà về là bị bọn chúng bắt ngay. Đúng như dự đoán, chiều hôm đó tên Nhà tỉnh lại đã dẫn một toán lính Tưởng đến bắt bà. Đúng lúc bà mẹ bảo anh về nên bọn chúng đã bắt trói cha của bà dẫn đi. Gia đình bà phải nhờ một Hoa Kiều quen biết, vốn là thông ngôn cho quân Tưởng đến bảo lãnh. Hơn nữa, cha bà cũng có gốc Hoa nên bọn chúng mới thả cho về. Hậu quả của vụ bắt cóc là tên Nhà bị chột một mắt do bị dùi cui đánh trúng. Vì vậy hắn rất căm hận bà và đồng chí Tiếp. Hắn cho người luôn giám sát nhà bà để rình bắt. Một thời gian sau, khi tình hình bớt căng thẳng, bà được cấp trên điều lên Thái Nguyên công tác vào cuối năm 1945. Tại đây, bà được tổ chức phân công làm công tác phụ nữ, thị xã, nên thường xuyên gặp gỡ đồng chí Hoàng Thế Thiện, khi đó là chủ nhiệm tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Thái Nguyên, để nhận nhiệm vụ. Bà chia sẻ: từ mối quan hệ công tác, tôi và anh đã nảy sinh tình cảm với nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Và rồi tình yêu của chúng tôi đã đến ngày đơm hoa. Được sự tác thành của tổ chức và ba mẹ tôi, chúng tôi đã cưới nhau vào ngày 7 tháng 4 năm 1947 tại Vĩnh Yên bằng một đám cưới giản dị, thắm tình đồng chí. Trên bước đường hoạt động cách mạng, dù giữ bất cứ cương vị nào được đảng tin cậy giao phó, bà Hào Kim Oanh vẫn luôn vinh dự và tự hào về thời gian làm công tác điệp báo của một thiếu nữ Hà Thành, góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ ngay sau ngày lập quốc. Sự cống hiến thầm lặng của người con gái đất Hà Thành, bà Hào Kim Oanh đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy ghi lại cảm nghĩ xuống phần bình luận của video. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.